Dạ vâng, Ngọc Huyền xin mến chào quý cô chú ba anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc luôn nha. Trời lập đông rồi, quý cô chú ba anh chị nào chuẩn bị hoa cho dịp Tết. Hôm nay em có về lô trang gồm đỏ nhung, hồng phấn và vàng siêu VIP, siêu đỉnh luôn nha cả nhà. Số điện thoại liên hệ của em là 0947 447 442, cũng là số Zalo của em luôn. Sau đây là em lên luôn cây số 1, đỏ nhung quý cô chú ba anh chị, cực kỳ đẹp nha quý cô chú ba anh chị. Đó, cực hiếm luôn, mẫu đơn nha, đỏ nhung nha. Đó, cao khoảng 1m9 đến 2m nha. Tán cao khoảng 75-80. Rồi. Thoát thân nè. Thoát thân rất cao nha. Thoát thân là 60. Hoành thân là 9. Đó, ở dưới còn đế với lại hoành thân dưới rất là to nha. Quý cô chú anh chị về moi lên cho em. Cây số 1A. Em giao lưu với quý cô chú anh chị có giá là 500 ngàn. Bao gồm cả phí vận chuyển cho cô quý cô chú anh chị luôn. Đó, sắp tới Noel với lại Tết Nguyên Đán rồi quý cô chú anh chị mình tranh thủ nha. Đây là dịp mình mua bán hoa. Rồi cây số 2A, cao khoảng 1m9 đến 2m luôn. Tán ngang khoảng 80-85, cây này to hơn cây kia nha quý cô chú anh chị. Mẫu đơn đỏ nhung nha, cực kỳ siêu đỉnh luôn nha quý cô chú anh chị. Chuyến này em lên hàng VIP cho cả nhà mình chơi Tết luôn. Chơi một cái hoành tráng luôn nha. Hoành thăng ở vị trí là 11. Cây số 2A có giá là 600 ngàn luôn. Bông đỏ nhung nè, cực đẹp luôn ha. Đó, quý cô chú anh chị thấy đọt ra nha. Đỏ hết nha. Cực kỳ đẹp nha. Mẫu đơn đỏ nhung quý cô chú anh chị. Đó. Em có 2 cây duy nhất thôi. Cả nhà ghim một cặp về. Sau đây là em lên hồng phấn. Hồng phấn siêu VIP nha, siêu khổng lồ luôn, siêu to luôn. Đó. Cây hồng phấn số 1, cao khoảng 2m3 đến 2m4. Tán ngang khoảng 1m1. Cực kỳ đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó, hồng phấn VIP nha. Còn số lượng rất ít nha quý cô chú anh chị. Đó, em về phục vụ cho cả nhà mình để chơi Noel với lại Tết Nguyên Đán sắp đến luôn nha. Hoành thăng ở vị trí này là hoành thăng to đùng luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 17. Cây số 1 có giá là 1.500.000 đồng, bao gồm cả phí vận chuyển cho quý cô chú anh chị luôn nha. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú ba anh chị trong thời gian vừa qua đã luôn yêu thương, tin tưởng, ủng hộ bên em, cũng như là rất mong được sự đồng hành của quý cô chú ba anh chị trong thời gian sắp tới luôn nha. Đó, không làm cho quý cô chú ba anh chị chờ lâu, em về hàng để phục vụ cho cả nhà mình trong dịp Tết luôn. Cây số 2, cao khoảng 2m, tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2 nha. Cây cực đỉnh nha quý cô chú ba anh chị. Hoành thăng ở vị trí này là cũng là 17 luôn. Cây số 2 có giá là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng nha. Đó, giá cực rẻ sinh viên ngày xưa luôn. Đó, không có gì thay đổi cho quý cô chú anh chị luôn nha. Đó, do là nhà vườn của em là tự quay clip nhờ kênh LTK đăng hộ, cho nên hình ảnh âm thanh nếu mà có chất lượng có kém thì quý cô chú anh chị thông cảm kết bạn Zalo để em được gửi hình được sắc nét hơn nha. Cây số 3, cao khoảng 1m9 đến 2m, tán ngang khoảng 1m3. Cực kỳ đẹp nha quý cô chú anh chị. Cây siêu khổng lồ nha. Cái cây như cái cục đình vậy nghe quý cô chú anh chị. Hoành thăng ở vị trí này là 17 luôn. Đó, cây số 3. Cây số 3 có giá là 1.200.000 đồng luôn. 1.200.000 đồng. Đó, tàn đặc kích luôn nghe quý cô chú anh chị. Em về hàng thân thiện cho quý cô chú anh chị mình dễ chơi luôn. Mấy quý cô chú anh chị muốn nhỏ có nhỏ, muốn lớn có lớn. Đó, tiền nào của nấy, cây nào là tiền đấy. Cây số 4, cao khoảng 1m8 luôn, tán ngang khoảng 1m2. Đó, siêu đỉnh của nhà em nha. Cực hiếm nha quý cô chú anh chị. Em bao quá giá thành toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn nha, cho nên mình cứ yên tâm nha. Giá rẻ luôn. Hoành thăng ở vị trí này là 17. Cây số 4 có giá là 1.400.000 đồng. Hàng VIP nha. Cả nhà mua cái này về chân là không đụng hàng luôn. Cực kỳ đẹp nha quý cô chú anh chị. Cho xuống, cho xuống xem. Cây số 5, cao khoảng 1m7, quá đẹp. Khích tàn nha quý cô chú anh chị. Tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2 luôn. Quá đẹp nha. Hoành thăng ở vị trí này là 16. Cây số 5 có giá là 1.300.000 đồng. Giá siêu mini luôn, siêu sinh viên ngày xưa của em luôn nha cả nhà. Đó, mùa dịch này cho nên là chi phí vận chuyển rất cao, nhưng mà cây thì em thì không có bao cả cao giá nha. Đó, bao gồm cả phí ship cho quý cô chú ba anh chị luôn. Cây số 6, cao khoảng 1m7, tán ngang khoảng 1m2. Siêu đặc tàng nha, cực kỳ đẹp nha. Hồng phấn lá nhuyễn siêu bông luôn nha cả nhà.
Bộ đế quá đẹp nha, về môi cũ lên cho em nha. Đế này ghế quán cũ nha quý cô chú anh chị. Mình thang ở vị trí này là 16. Cây số 6 có giá là 1 triệu 100 ngàn đồng. 100 ngàn Việt Nam đồng luôn. Đó. Cây siêu đẹp nha. Cây số 7 cao khoảng 2m1 đến 2m2, tán ngang khoảng 1m đến 1m1. Chiều cao và tán ngang em nhắm khoảng nha quý cô chú anh chị, tại vì do nó khổng lồ quá. Đó, cây siêu đẹp luôn, nhìn là chảy nước miếng hết nha. Hoành hăng ở vị trí này là 16. Cây số 7 có giá là 1 triệu 400 ngàn đồng luôn. Cây siêu xinh luôn nha. Cây số 8 cao khoảng 1m7 đến 1m8 luôn, tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2 luôn. Quá đẹp, quá đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó, mình tranh thủ cơ hội này để mà mua cây được giá tốt, cây đẹp luôn nha. Để mà gần Tết là mắc lắm nha quý cô chú anh chị, em thông báo đó, gần Tết mình không có hàng luôn nha quý cô chú anh chị. Hoành thang ở vị trí này là 17. Cây số 8 có giá là 1 triệu 300 ngàn đồng. 1 triệu 300 ngàn đồng luôn nha. Rất giá quá là mini luôn cho quý cô chú anh chị luôn. Cây thì là siêu phẩm nha quý cô chú anh chị. Cây số 9 cao khoảng 1m6 đến 1m7, tán ngang khoảng 1m2 đến 1m3. Cây quá đẹp quý cô chú anh chị ơi, để nào để nấy, siêu to khổng lồ. Hoành thang ở vị trí này là 17. Cây số 9 có giá là 1 triệu 100 ngàn đồng. 1 triệu 100 ngàn đồng thôi nha. Cây số 10 cao khoảng 2m2 đến 2m4 nha, tán ngang khoảng 1m2. Cây quá đẹp quý cô chú anh chị ơi, như cái cục đình vậy đó, quá yêu luôn. Hoành thang ở vị trí này là 17. Cây số 10 có giá là 1 triệu 500 ngàn đồng. Cực VIP cho cả nhà mình chơi luôn nha. Sắp tới Noel rồi, tranh thủ ghim cây cục đình này về gắn đèn vô nha, siêu lung linh luôn. Cây số 11 cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m3. Ghê cây đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi, ghê ghê chưa? Quá trời hoành thang đẹp luôn rồi. Hoành thang ở vị trí này là 16. Cây số 11 có giá là 1 triệu đồng. 1 triệu Việt Nam đồng. Chẳng, không nơi đâu mà rẻ bằng nơi đây luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị mình xem nhiều clip của em cũng biết rồi, em bán giá rất là hạt rẻ cho cả nhà mình dễ xài luôn nha. Cây số 12 cao khoảng 1m7 đến 1m8 luôn nha, tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2. Hoành thang ở vị trí này là 16. Cây số 12 có giá là 1 triệu Việt Nam đồng luôn. Quý cô chú bác anh chị nào cần chăm sóc cây giống hay là cần chăm sóc cây, cả những gì thì inbox cho em nha. Đó. Cây số 13 cao khoảng 1m7, tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2 nha. Quá trời đẹp quý cô chú anh chị ơi. Cái lô này nhìn chảy nước miếng hết rồi. Hoành thang ở vị trí này là 17. Cây số 13 có giá là 1 triệu 300 ngàn đồng. 1 triệu 300 ngàn đồng thôi. Hôm nay đâu rẻ bằng nơi đây luôn. Mô Phật. Cây số 15 cao khoảng 1m6 đến 1m7 luôn, tán ngang khoảng 1m2 đến 1m3 luôn. Cây siêu đỉnh luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Hoành thang ở vị trí này là 16. Cây số 14 có giá là 1 triệu 200.000 đồng. 1 triệu 200.000 đồng. Đó. Quá đẹp siêu khích tàn luôn. Quý cô chú anh chị nào mua hàng bên em thì cũng biết rồi, chất lượng khỏi nói nha. Cây số 15 cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m1. Hoành thang ở vị trí này là 16. Cây số 15 có giá là 1 triệu 200 ngàn đồng. Đó. Quá là sinh viên ngày xưa luôn, em ship tặng vườn cho cả nhà mình luôn nha. Quý cô chú bác anh chị cứ yên tâm. Đó. Do là mùa dịch cho nên là nhiều khi
ship thì ra Bắc ra Trung thì có hơi chậm trễ khoảng 4-5 ngày, thì quý cô chú bác anh chị lá già rụng thì mình gung bớt trồng lại cho em nha, 1-2 ngày mình tưới nước là cây phục hồi lại, quý cô chú bác anh chị cứ yên tâm nha. Cây 16 cao khoảng 2m1 đến 2m2, tán ngang khoảng 1m3, cây quá trời siêu xinh luôn quý cô chú bác anh chị ơi. Hoành thang ở vị trí này là 16, cây số 16, hoành 16 có giá là 1.400.000 đồng. À, cực VIP nha. Cây số 17 cao khoảng 1m8, tán ngang khoảng 1m2 luôn, quá siêu xinh luôn quý cô chú bác anh chị ơi, cây mấy người khiêng luôn đó, cực VIP chưa. Hoành thang ở vị trí này là gần 18, em lấy 17 luôn. Cây số 17 có giá là 1.400.000 đồng. Cây xinh lung linh nha quý cô chú bác anh chị. Hàng cực hiếm và rất ít nha. Em có số lượng cực kỳ hiếm luôn. Nhanh tay lên em phục vụ cho mình mùa Tết sắp tới với lại lễ nữa. Mới có hàng này. Cây số 18 cao khoảng 1m3 đến 1m4. Ủa lộn. Cao khoảng 2m3 đến 2m4. Tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2. Cây quá đẹp luôn. Siêu siêu đẹp nha cả nhà. Hoành thang ở vị trí này là 18, lấy 17 thôi. Cây số 18 có giá là 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng. Hết hồng phấn luôn nha quý cô chú bác anh chị. Ủa còn không? Còn một cây nữa. Lọn này. Cây số 19 cao khoảng 2m2 đến 2m4 nha. Ui dồi ôi, cực xinh luôn. Đây cây cuối cùng của hồng phấn luôn. Tán ngang khoảng 1m1. Thân quá đẹp quý cô chú bác anh chị ơi, cái đế siêu xinh luôn, về cho lên chậu là đỉnh luôn nha. Hoành thang ở vị trí này là 18. Cây số 19 có giá là 1.500.000 đồng. Hết hồng phấn luôn nha quý cô chú bác anh chị. Có 19 cây thôi nha, số lượng rất có hạn nha quý cô chú bác anh chị. À, sau đây là em vừa lên vàng, vàng lung linh, vàng long la lóc lánh luôn. Siêu hoa luôn. Cũng là siêu VIP luôn nha. À, cây số 20 cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m2. Quá đẹp, đế rất là đẹp nha quý cô chú bác anh chị. Cây rất là vừa tầm mà vừa đẹp luôn. Hoành thang ở vị trí này là 15, gần 16 luôn. Cây số 20 có giá là 800.000. Giá quá hạt rẻ quý cô chú bác anh chị ơi. À, cực VIP cho vàng luôn nha. Cây số 21 cao khoảng 1m6 luôn, tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2. Cây quá đẹp quý cô chú bác anh chị ơi. À, mà tiền thì tầm khoảng vài trăm thôi. Hoành thang ở vị trí này là 16. Cây số 21 có giá là 850.000. 850.000. Cây số 22 cao cũng khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m3. Cây nghiêng nghiêng dáng đứng bánh tre luôn. Nặng quá. Để em đâu hoành thang nha mấy cô chú bác anh chị. Quá trời cây này đi đẹp luôn nha. Đó, hơi bay bay lên nha. Cực xinh nha. Ôi giời ơi. Hoành thang ở vị trí này là 18. Cây số 22 có giá là 900.000 thôi. 900.000, cực đỉnh luôn quý cô chú bác anh chị ơi. Cây số 23 cao khoảng 1m5 đến 1m6, tán ngang khoảng 1m1. Quá đẹp luôn. Rồi. Da nhiều chú cuội. Hoành thang ở vị trí này là 14. Cây số 23 có giá là 800.000 đồng. Giá rất là sinh viên ngày xưa luôn nha. Cực đẹp luôn, vàng lung linh nha quý cô chú bác anh chị. À. Cây số 24 cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m1. Trời ơi quá đẹp luôn quý cô chú bác anh chị ơi. Nãy giờ hiến máu nhân đạo quá trời, mũi nó cắn. Hoành thang ở vị trí này là 15. Cây số 24 có giá là 800.000 đồng. Trời ơi giá quá là hạt rẻ sinh viên luôn quý cô chú bác anh chị ơi. Đó, mua sỉ còn chưa được giá này nha quý cô chú bác anh chị. Cây số 25 cao khoảng 1m6, tán ngang khoảng 1m2 đến 1m1 đến 1m2 nha. Quá trời cái đế này nó đẹp luôn rồi. Thiệt á, ginh cây này về xứng đáng đồng tiền bát gạo nha quý cô chú bác anh chị. Em đo nguyên cái đế nha. Ôi ôi, hoành thang ở vị trí này là 22. Thấy ghê chưa?
Cây số 25 có giá là 950 ngàn. Đó, ôi trời ơi, giá quá là em bé luôn. Vàng quá lung linh nha quý cô chú anh chị. Đó, mình mua cái này về kịp tới Noel với lại Tết sắp đến luôn. Quá siêu đẹp luôn. Cây số 26 cao khoảng 1,5 đến 1,6 m, tán ngang khoảng 1,1 m. Hoành thang ở vị trí này là 16. Cây số 26 có giá là 900 ngàn luôn. Quá đẹp. Ôi ôi, dàn cây nào cái nấy đẹp đẹp không. Cái hồng phấn hàng này em về VIP không nha quý cô chú anh chị. Em về mà em thèm chảy nước miếng luôn đó. Cây số 29 cao khoảng 1,6 m. Rồi xong. Rồi xong. Tán ngang khoảng 1,1 m. Tán ngang khoảng 1,1 m nha. Được chưa? Được chưa? Như rồi nó để đâu cho mày. Lỡ rồi để lên thôi khỏi quay. Hồi nếu khách có cần thì chụp lại. Rồi, đây đây chị. Đây đây chị, đây chị, đây chị đó. Hoành thang ở vị trí này là 18. Ghê chưa? Ghê ghê không? Cây số 27 có giá là 900 ngàn. 900 ngàn luôn. Rồi cho xuống đi, cho xuống. À, bị chật ở đây nè. Nó có cái lỗ đây nè. Thôi cho lên luôn đi. Hay lấy cái ghế được không? Được rồi. Cây số 28 cao khoảng 1,7 m, tán ngang khoảng 1,2 m luôn. Quá trời cây khổng lồ rồi quý cô chú anh chị ơi, quẩy luôn, gãy luôn bàn quay luôn rồi. Lần đầu tiên trong đời bị gãy bàn quay luôn. Hoành thang ở vị trí này là 17. Cây số 28 có giá là 1 triệu đồng chẵn Việt Nam nha. Ui ui, quá đẹp luôn cây số 28 nha. Lần đầu tiên những cây VIP làm gãy bàn quay của em luôn. Rồi cho lên. Được không? Hay là lấy cái ghế là đi. Ghế chắc cũng gãy luôn á. Đổ đổ đổ, mô Phật mô Phật. Cây số 29 cao khoảng 1,7 m luôn. Tán ngang khoảng 1,2 m. Quá siêu đỉnh cả nhà ơi. Vàng nha, làm gãy luôn cái bàn quay của em rồi. Hoành thang quá trời đế đẹp luôn rồi. Cây quá đẹp, quá đẹp. Hoành thang ở vị trí này là 19. Được chưa? Cây số 29 có giá là 1.100.000 đồng. Trời ơi, giá quá rẻ luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây thì cực kỳ to, siêu to khổng lồ và rất đẹp nha. Rồi, cho xuống giùm chị. Xuống giùm chị đi. Con mô Phật. Cây số 30 cao khoảng 1,6 m, tán ngang khoảng 1,1 m. Hôm nay là lần đầu tiên có sự cố gãy bàn quý cô chú anh chị, do cây to siêu to khổng lồ quá. Hoành thang ở vị trí này là 18. Trời ơi, quá đỉnh rồi. Cây số 30 có giá là 800.000 đồng. 800.000 đồng luôn. Rồi cho xuống. Xuống nền thật, xuống nền thật. Được rồi. Ô mô Phật. Hết nói nổi. Tiêu rồi, tiêu cục thịt rồi. Cây số 31 cao khoảng 1,5 m đến 1,6 m nha. Tán ngang khoảng 1,1 m đến 1,2 m. Quý cô chú bác anh chị nào mà muốn mà lùng lực đế khổng khủng nè, lấy cây này về nha. Quả siêu đỉnh rồi, em đo luôn cái bộ đế này nha. Ôi ôi, nó đẹp. Đó, bộ đế là 31 luôn. Ghê chưa? Bình thang đó trên cho cả nhà đi. Bình thang vị trí này là 15. Đó, nguyên cái cũ là 31 luôn, ghê chưa? Cây số 31 có giá là 800.000 đồng. Giá quá rẻ cho cả nhà mình chơi nha. Cái này vô chậu một cái là VIP dạng bonsai luôn nha. Rồi. Mù Phật. Cây số 32 cao khoảng 1,5 m đến 1,6 m. Hết thấy luôn rồi. Tán ngang khoảng 1,1 m đến 1,2 m nha. Cây siêu to khổng lồ. Ôi ôi, như cây cục đình chứ quý cô chú bác anh chị ơi. Hoành thang ở vị trí này là 15. Cây số 32 có giá là 950.000. Giá rất là hạt rẻ sinh viên ngày xưa luôn. Rồi cho xuống lên nè. Giờ được rồi, được rồi, được xuống được rồi. Cây số 33 cao khoảng 1,6 m đến 1,7 m nha. Tán ngang khoảng 1,1 m đến 1,2 m. Dịn gì được rồi khổ quá. Quá đẹp. Hoành thang quá đẹp quý chú anh chị. Ôi, hoành thang ở vị trí này là 17. Cây số 33 có giá là 950.000. Ôi ôi, giá quá sinh viên ngày xưa, cây quá lực lưỡng rồi. Rồi cho xuống lên năm. Cây số 34 cao khoảng 1,6 m. Quá đẹp quý cô chú anh chị ơi.
tán ngang khoảng 1m2 luôn. Vành thang ở vị trí này là 15. Cây số 34 có giá là 900.000 đồng. 900.000 đồng. Cực VIP nha cả nhà. Siêu to khổng lồ luôn. Rồi cho xuống đi thịt. Cây số 35 cao khoảng 1m5 đến 1m6. Tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2 nha. Cây cực kỳ đẹp luôn nha quý cô chú bác anh chị. Đó, do là cây khổng lồ quá làm cái bàn của em nó bị gãy rồi quý cô chú bác anh chị ơi, thông cảm nha. Vành thang ở vị trí này là 14. Cây số 35 có giá là 900.000 thôi ạ. 900.000, giao lưu 900.000 bao gồm cả phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị luôn nha. Quý cô chú anh bà chị nào miền ngoài miền gì cũng yên tâm nha. Em gửi được toàn quốc luôn. Mua phải. Cây số 36 cao khoảng 1m6 đến 1m7. Tán ngang khoảng 1m1. Quá rồi. Quá đẹp, quá đẹp. Vành thang ở vị trí này là 17. Cây số 36 có giá là 900.000 luôn. 900.000 nha quý cô chú bác anh chị. Đó. Do là sự cố mô phật bộ cái bàn quay bị gãy. Rồi rồi cho xuống lên đó. Đó, quý cô chú bác anh chị mình thông cảm cho em cái sự cố này nha. Cây khổng lồ quá quý cô chú bác anh chị ơi. Rồi, từ. Cây số 37 cao khoảng 1m5. Tán ngang khoảng 1m2. Quá đẹp rồi. Vành thang ở vị trí này là 18. Ghê chưa, ghê chưa. Cây số 37 có giá là 850.000. 850.000 bao gồm cả phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú bác anh chị luôn nha. Cây quá đẹp đế lùng lực luôn nha quý cô chú bác anh chị. Lực đến nỗi làm cái bàn của em nó gãy luôn rồi. Cây số 38 cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m2. Đây quá lùng lực đi quý anh chị. Đó, gãy thì làm theo kiểu gãy. Vành thang ở vị trí này là 18. Ghê chưa? Thăng lực lưỡng không? Cây số 38 có giá là 850.000. 850.000 luôn nha. Rồi, cho xuống, cho xuống. Ôi giời, sao nguy hiểm dữ ta. Cây số 39 cao khoảng 1m6 luôn. Tán ngang khoảng 1m1. Quá đẹp quý cô chú bác anh chị ơi. Bộ đế siêu xinh nha. Đó, cây này toàn cây lực lưỡng không nha. Vành thang ở vị trí này là 17. Cây số 39 có giá là 900.000 đồng luôn. 900.000 đồng. Giá ơi, giá rẻ như hạt dẻ luôn đi cô chú bác anh chị ơi. Cây số 40. Cây 40 em cao khoảng 1m7 đến 1m8 nha. Tán ngang khoảng 1m đến 1m1 luôn. Đấy, quá khủng đẹp luôn quý cô chú bác anh chị ơi, cây nào cũng như cây nấy luôn. Quá đẹp luôn, tuyển từ cây luôn nha cả nhà. Vành thang ở vị trí này là 15. Cây số 40 có giá là 900.000 đồng. 900.000 đồng. À, siêu đẹp luôn. Rồi. Cây số 41 cao khoảng 1m6 đến 1m7 nha. Tán ngang khoảng 1m đến 1m1 luôn. Ui ui, cây đế quá đẹp quý cô chú bác anh chị ơi. Hàng này em về tuyển từ cây luôn nha, để phục vụ cho cả nhà trong dịp Tết sắp đến. Vành thang ở vị trí này là 16. Cây số 41 có giá là 850.000 luôn. 850.000. Siêu đỉnh nha. Cây số 42 cao khoảng 1m7, tán ngang khoảng 1m2. Mũi nó cắn em coi nè. Mũi nó thèm lắm mày. Vành thang ở vị trí này là 15. Cây số 42 có giá là 900.000 luôn. 900.000. Rồi xong, mắc luôn sỉ máu rồi. Trời trời, giống như hiến máu nhân đạo vậy mấy cha. Mũi dữ. Hay dạ. Cây số 43. Ôi giời, cao khoảng 1m5 đến 1m6 nha. Tán ngang khoảng 1m1 đến 1m2. Vành thang ở vị trí này là 14. Cây số 43 có giá là 850.000. 850.000 thôi nha quý cô chú bác anh chị. Cây siêu đẹp luôn. Thôi ôi mũi. Cây số 44 cao khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m1. Mũi chích quá quý cô chú bác anh chị ơi. Và cây cuối cùng của clip luôn nha, màu vàng nha. Cây số 44. Vành thang ở vị trí này là 16. Lấy 15 thôi.
Cây số 44 có giá là 850.000, là cây cuối clip của vàng lung linh siêu sinh luôn nha. Em mến chào tạm biệt quý cô chú bác anh chị và hẹn gặp lại vào clip sau luôn nha quý cô chú bác anh chị.